Thì thời đó đó Phố Quan Sao Không Gián Kiền nói là cơ vận của trên trời mà đi á, là cả hàng nghìn năm. Nhân loại giàu cho có khôn có giỏi như kiểu Putin giờ cũng chết, có ma mị gian lận phiếu như kiểu đảng Dân Chủ rồi giờ cũng sắp sửa tàn, giả dụ laptop đưa lên rồi bao nhiêu nhà giàu có trên thế giới, tỷ phú này tỷ phú nọ cũng bị vô đốt củi đốt lò. Có ai ngờ bao nhiêu nhà bây giờ Việt Nam mới có danh sách đó, từ từ đi hết. Đó là cái ác ra đi cùng một lúc, gọi là đồng bộ. Thì đồng bộ vậy nè, tại vì 3 năm trước đúng ra cái đồng bộ này cơ vận đã xảy ra rồi, nhưng mà vì lý do chưa có đồng bộ cho nên cơ vận bị trễ lại. Cho nên ví dụ 5 con gà thì mình cộng thêm vài năm nữa, ví dụ chó thì cộng thêm nữa, mấy cái sấm cơ hay nói heo gà chó gì đó thì mình cứ cộng thêm. Giờ mấy cái đó đó nó cũng trúng, nhưng mà nó không có đúng như cái con hay là cái năm nữa đó. Cơ vận bây giờ đang ăn khớp, rất là ăn rơ luôn, rơ đến nỗi mà ông Trump bây giờ á, tuyên bố một cái là phân nửa nước Mỹ ủng hộ rồi. Rơ đến nỗi mà Putin á, cứ nghĩ mình thắng, càng đánh càng thua. Rồi Trung Cộng cũng vậy, cũng sẽ nổ ra trận chiến. Cái đó đó là cái kết thúc của cái cơ khởi, mà kết thúc của cái khổ. Trong cái sự trên thế giới bao nhiêu thiên tai địa chấn là ai cũng biết rồi, mình bấm Google mình cũng thấy rõ ràng là mình đang ở tận thế. Trái đất rõ ràng là đang ở một cái biến chuyển cực kỳ khổ não sầu bi. Không có ai chúng ta mà một ngày mà sáng mà thức dậy á, mà không coi tin tức, không biết chuyện gì xảy ra nữa. Hồi xưa đâu có đâu, giờ đứa nít nó cũng biết tin tức nữa. Cơ vận đang đi ăn khớp để đưa gọi là ma quỷ á, tà đó, thiên ma đó đi vào ngõ cụt. Rồi lúc đó Phật mới xuất hiện.